Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Con xin ơn trên cho con lấy được. Thôi làm ơn giùm con. Cái đừng có hát giùm tôi cái. Hát cái không ai dám qua uống nữa. Nè uống đi. Chán quỳ, đứa con hát hay gần chết mà chê con quả. Ê, Mơ. Dạ. Con về đây chơi bao lâu nữa mới trở lên thành phố? Cũng sắp rồi. Mà bay lên thành phố bay làm gì trở anh vậy? Kiếm chồng. Kiếm chồng? Rồi cả năm nay kiếm được chưa? Chưa. Tại vì tiêu chuẩn kiếm chồng của con cao dữ lắm. Cao lắm hả? Ừ. Cao cỡ sao? Cao cỡ gì nè. Là chồng của con là phải đẹp trai nè. Đẹp trai. Cao ráo nè. Quan trọng nhất là phải có tiền nha. Mà phải thiệt là nhiều tiền. Rồi mỗi lần mà con đi shopping á, đi mua sắm, đi siêu thị là phải đưa cho con cái thẻ để con cà tiền ra. Ê! Xuống! Xuống giùm tao một cái coi. Ê, gì vậy? Xuống! Mơ! Xuống này Mơ! Cái gì con dạ? Này trời ơi, nghĩ sao mình nó đu tuốt ở trên đọt cây. Làm ơn xuống đất giùm tôi cái đi bà. Trời ơi, đẹp trai, cao, có tiền, cà, đâu ra. Bởi người vậy thì sao không có tin con, mai mốt là con dắt trai giàu, đẹp trai về đưa cái thẻ cà cho sao lé mắt chơi. Mày nhìn con đi. Cái gì vậy? Có đẹp không? Đẹp đúng không? Duyên dáng đúng không? Vậy mà kiếm ra người giống vậy không ra. Cả đời luôn á. Mày bớt mơ giùm cái đi nghe Mơ. Đó là cô thôi chứ con là có liền ngay lập tức. Đâu ra. Bớt mơ giùm tôi cái đi. Trời ơi, đừng có coi thường Mơ. Mơ, Mơ. Chào cô. Chào em. Dạ. Em ngồi đi. Em là khách phương xa phải không? Dạ. Em uống gì? Nước dừa nha. Dạ đúng uống rồi. Uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Uống nước dừa cho mát dạ, nha. Dạ. Cho con trái dừa mà nguyên chất đừng lấy đá nha. Trái dừa nguyên chất không à, không phải dừa trên thành phố mà bỏ ra đường trọng đâu, yên dạ, tâm dạ. Nha. Con cảm ơn. Ừ. Ê, nó nghe này hết dừa rồi. Uống đỡ nước ngọt nha. Dạ cũng được. Trời ơi, đi nói gì ta nước dừa chi, giờ cuối cùng có nước dừa chứ có nước ngọt. Thôi uống nước ngọt đỡ nha. Dạ không sao. Mời em. Dạ cảm ơn. Em ở trên thành phố xuống hả? Dạ em đi, ở trên đi, thành phố đi, mới đi, về. Đi chơi thăm bà con hay là đi đâu vậy? Dạ em tính đi du lịch. Đúng. Đi vòng vòng đây thấy cảnh đẹp quá. Du lịch hả? Dạ. Du lịch cảm ơn. ngon dạ ngon hả ngon nước ngon nước ngon à dạ nước ngon. Cảnh trí ở đây cũng ngon cũng đẹp. Em muốn đi du lịch hả? Dạ được á chị biết nhiều lắm, chị biết nhiều điểm du lịch ở đây lắm. Em đi đâu chị dẫn cho em đi. Dạ ở trên thành phố á, ở trong nhà không à, cứ phụ mẹ em bán vàng bán kim cương đồ này kia đó, cái giống như bị tù túng. Em thích một cái cảm giác mình đi mà mình hòa nhập vô thiên nhiên đồ này kia vậy nè. Thích lắm. Đúng. Mình phải hòa mình với thiên nhiên. Dạ. Ở thành phố ngột ngạt lắm. Dạ. À, muốn đi đâu chị dẫn đi hết. Dạ. Bán gì? Dạ. Bán kim cương. Dạ đúng rồi, bán kim cương. Kim cương là ta gọi là hột sòn đúng không? À, dạ đúng rồi. Kim cương với hột sòn là một đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. À, cái hột đó ra sao? Dạ. Đẹp không? Mấy cái hộp nhỏ nhỏ vậy cũng có, rồi hộp bự vậy cũng có, rồi bự như ngón cái về gia đình em cũng có nữa. Cái hộp bự mà lớn vậy. Dạ. Đeo đâu? Dạ muốn đeo đâu đeo lỗ tai cũng được, rồi đeo cổ cũng được, làm nhẫn đeo cũng được. Trời ơi, nó kim cương kìa. Ủa sao chị rung dữ vậy? Trời ơi, đó giờ chị chưa có biết hộp sòn là cái gì luôn á. Ủa, mấy cái đó bình thường mà. Bình thường. Ở nhà mẹ em đựng cả rổ luôn, mỗi lần mà xúc á là xúc một lon. Cái gì vậy bay? Nhỏ này bị gì vậy? Coi chừng cổ bị trúng gió đó cô. Không à, hiểu. Bị tiếng sét ái tình. Chết rồi. Đúng không? Trời đánh con rồi. Là tiếng sét đó bà. Sét đánh con rồi. Mình đang ở trong nhà mà đâu có mưa gió ở đâu mà sét. Em bị tiếng sét ái tình đó. Bớt bớt giùm tôi cái đi. Khách của tôi nghe. Anh ơi, hồi nãy anh nói là anh cần hướng dẫn viên du lịch hả? Ừ, đúng rồi, ở đây có hả? Em nè. Gì?
Em sao? Em là hướng dẫn viên du lịch đó. Xạo. Em sẽ dắt anh đi tham quan khu này. Ủa? Làm ơn, xạo. Thiệt. Nó làm công nhân ở trên thành phố, hướng dẫn viên cái gì? Không có, trời ơi, người ta lên đó, người ta là họp hướng dẫn viên du lịch. Nó không hướng dẫn viên du lịch. Vậy hả? Vậy thì may mắn quá. Em là hướng dẫn viên thanh lịch nè. Không, lộn nhộn du lịch nè. Vậy thì may mắn quá, con cũng đang tìm một người để dẫn con đi vòng vòng ở khu vực này nè. Anh không cần phải tìm, bây giờ em sẽ dẫn anh đi liền. Dẫn đi liền luôn hả? Anh cứ để đồ ở đây đi, cô quán cô Sáu đi rồi mình đi du lịch. Để tôi giữ cho. Dạ không được. Sao vậy? Tại trong đây tiền của con đầy hết nguyên cái ba lô này luôn. Để đâu con phải ở đó chứ đâu có bỏ lum la được. Trời ơi, tiền mà đựng nguyên ba lô kìa. Trời ơi, sao cái tay mày lạnh ngắt vậy? Trời ơi, tiền mà để trong ba lô. Bỏ em vào ba lô đi vòng vòng chơi gì đó. Làm ơn bớt giùm cái đi ha. Hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi du lịch đi nghe. Trời ơi, rồi anh cứ mang tiền như vậy, lỡ mất đừng có đổi thừa em nha. Không sao đâu. Đi, em dẫn anh đi tham quan du lịch. Khoan, trước khi đi du lịch mình kiếm phòng trọ cho ta đi. Mà cái gì đó, khách sạn cho ta nghỉ ngơi đi. Hiểu không? Ủa là vô khách sạn liền luôn cho hả? Người ta nghỉ ha, người ta để đồ rồi xong hãy dẫn người ta đi du lịch nha bà. Vậy thì trước khi mà đi tham quan em sẽ dẫn anh đi kiếm khách sạn. Cảm ơn em ở dưới em đợi anh lên anh cất đồ thôi. Đi em dắt anh đi khách sạn. Em đi trước đi. Em dẫn anh đi, ở đây đường trơn trượt lắm. Thôi anh tự đi được rồi mà. Ảnh mắc cỡ kìa. Hướng dẫn viên thì dẫn người ta đi nhỏ này. Dạ mời anh đi tham quan du lịch khu em. Mời anh đi vui vẻ nha. Dạ. Ê, trả tiền ly nước. Trời ơi, tự nhiên thấy trời đẹp cứ quên mất luôn rồi trời. Cái gì đâu. Xin giới thiệu với anh, ở đây là vườn dừa, có rất nhiều trái dừa và nước dừa rất ngọt. Ngoài ra thì những tàu dừa đem lại bóng mát của dễ thương quá. Thôi. Ôi đừng có chụp quay nữa. Tự nhiên nói người ta làm hướng dẫn viên du lịch cái cứ chụp hình quay phim hoài. Cho anh thêm một tấm nữa thôi. Thôi mắc cỡ lắm. Một tấm nữa. Thôi. Đó, đúng rồi kiểu thôi, đó kiểu đó. Thôi đừng có chụp nữa. Rồi. Thôi. Bắt trọn khoảnh khắc luôn. Em chụp hình. Thôi. Anh. Cái vườn dừa này là của gia đình em đó. Em nói cái gì? Vườn dừa này là của gia đình em. Nguyên một cái vườn dừa này luôn. Không những ở đây đâu, ở bên kia cũng là của gia đình em. Trời đất ơi. Đã một cái vườn dừa này không á là đã biết bao nhiêu mẫu rồi. Rồi còn bên kia nữa hả? Thiệt tình á. Người gì đâu mà vừa đẹp, vừa xinh. Rồi cái xứ á thì cảnh cũng xinh như người. Đáng vậy còn nhà giàu, giống như là con của đại gia vậy. Không có, trời ơi không có đâu. Thiệt ra thì giàu mà nhất xóm thì em không dám nhận, nhưng mà nhất huyện thì có. Là cái đó là do bà con người ta nói thôi, chứ nhà em cũng không có dám nhận như vậy. Nhưng mà sao bằng nhà anh đúng không? Nhà anh là vàng là cân bằng ký nè, hộp sòn á là đông bằng lon nè. Đó nhà anh mới giàu. Em cứ nói vậy không mà chứ anh thấy á, nhà em cũng giàu, nhà anh cũng giàu. Hai đứa mình á, mà về chung đôi á, là ta gọi là xứng đôi vừa lứa đó chứ. Cái đó gọi là giàu nứt vách đổ đường. Đúng rồi. Cái đó gọi là môn đăng hộ đối. Đó đúng luôn. Vậy mà không biết em có đồng ý theo anh không ha? Theo anh á hả? Để về hỏi tía má coi tía má có cho không. Nếu tía má không cho em cũng theo. Em vui tính quá. Không theo tôi theo á. Ủa gì vậy? Ra ra đây làm gì đây? Chụp hình hả? Chụp hình hả con? Ủa sao? Quán xí. Cứ quán sao không ai coi hết. Tự nhiên sao ra đây chi vậy? Đi chợ. Thì đi chợ đi chứ ghé đây chi. Có quán hả? Có quán con cha tư cô đơn cho coi giùm rồi. Rồi đi ngang đây tự nhiên thấy mấy đứa chụp hình đẹp quá. Chụp hình đi chụp ba đi coi. Không được. Người ta cử. Ta nói cử chụp ba không được. Cử sao được mà cử? Cử. Ông bà mình nói chụp ba mới là hên. Không, ta nói chụp ba chết cha còn chụp á. Vậy hả? Vậy thôi con khỏi chụp. Mình tự sướng đi. Tự sướng hai người thôi con. Được hết á. Nha. Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên. Vậy cho anh với Sáu anh tắm nha. Nha. Bây giờ muốn chụp ba không? Không, chụp ba cử. Chụp hai đi con, chụp hai đi. Dạ. Ủa? Ở đâu trong cái ghê vậy? Trời ơi, thằng Quyết tí. Gì vậy? Tao đang chụp hình mày đi đâu vậy?
Thì đang đi lưới cá, thấy chụp hình vui quá, lên chụp ké cái mà. Ai cho chụp? Mà thiếu gì chỗ lưới tự nhiên đi lại đi lưới vậy ba? Với lại thiếu gì chỗ chụp tự nhiên hai người lại đây chụp vậy? Trời đất ơi, mắc cười. Ủa nha gì vậy? Trời. Bắt đầu thấy lãng rồi nha. Nè nó nghe nè, cái giường ở đây là rộng rãi mà, thì sông ao hồ đầy đủ, người ta muốn lưới đâu ta lưới. Mấy người mắc cười quá. Thôi đi lưới đi, mệt rồi, để cho người ta chụp hình. Rồi Sáu đi chợ đi chứ, để tụi con chụp hình. Chưa có chụp được tấm nào. Cho con nói một câu. Nói gì? Con thấy ở cái vùng đất này, ngoài cảnh đẹp, người duyên, nó còn có thêm một cái đặc sản. Cái gì à? Đặc sản là Sáu á, ý nó nói là Sáu á. Không có. Cảnh đẹp là người duyên nè, đúng không con? Dạ không. Cái đặc sản á là có những người mà gọi là thích làm phiền vô chuyện riêng của người. Cái gì vậy? Thì lỡ làm phiền rồi thì làm đó, lỡ làm phiền rồi làm phiền. Ê, dậm lên hả? Đền nha. Nè. Gì vậy? Đi chỗ khác giùm, đi chỗ khác giùm. Ở đây không có sông nước gì hết, không có lưới cá gì khu vực này trơn. Bớt bớt phá đám lại. Thôi đi. Cái chỗ này á là chụp xong rồi đúng không? Muốn đi hướng dẫn viên du lịch không? Sáu dẫn đi nè, Sáu biết nhiều nơi lắm. Thôi Sáu bận dữ lắm, để em dẫn anh đi. Ở đây có nhiều chỗ chụp hình đẹp lắm. Sáu ơi, Sáu nghe lời con đi, Sáu dẫn người ta đi đi. Dẫn nó đi ha. Dẫn đi đi. Đi con, đi chỗ này đẹp lắm nè, đi. Mơ. Ê gì? Ủa tự nhiên kêu dẫn người ta đi là sao vậy? Trời đất ơi, vừa phải thôi nè, bây giờ nè. Em tính là em quên tôi để em theo thằng đó gì đúng không? Thấy đẹp trai bắt đầu là bắt đầu là tum tướp vô cái gì? Ủa từ trước tới giờ tôi đâu bao giờ nhớ anh đâu mà quên. À rồi tao hiểu luôn ha. Hiểu gì? Mấy bữa trước là không có cài nơ, bữa nay cài nơ đồ ha. Ờ tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch tôi cần nơ. Trời ơi là trời. Đó được rồi, ý em bây giờ có nghĩa là giờ em thích là cao to đẹp trai vậy gì đúng không? Đúng rồi. Thôi được rồi, thích thì cứ đi đi, chứ giờ tôi đâu cần nói gì nữa đâu. Vậy tôi đi. Ê gì vậy? Đi vui vẻ nha, rồi đừng có dễ quá, có chừng lọt cầu té lòi băng hồng á. Nè, cái đó là dặn dò hay là trù ẻo? Không có trù đâu, tại thương mới dặn vậy thôi. Cảm ơn, tôi không cần anh thương, tôi đi. Ê cái gì đó? Đi, vui vẻ. Không có ôm mà cứ gặp hoài. Không có kêu tôi nữa nha. Tôi đâu có kêu. Tôi không có kêu nha. Bây giờ tôi hỏi nè, cái chuyện hứa hôn của hai mình giờ tính sao đây? Hứa hôn gì? Ai hứa? Tôi đâu có hứa. Trời, hai ba gia đình hứa rõ ràng, giờ nói chuyện vậy trời. Ủa, cái lúc hứa hôn là cái lúc mà tôi chưa ra đời. Cái đó là cái trách nhiệm, cái chuyện của người lớn. Ai hứa thì người đó thực hiện lời hứa đi. Chứ tới tôi là tôi hủy hôn. Cái gì vậy? Coi chừng nha. Coi chừng gì? Coi chừng mà người lớn hứa hôn mà bỏ vậy trời đánh thấy bà luôn à. Mắc gì tự nhiên trời đánh tôi? Ngộ quá. Đánh xong đánh áo mặc sao qua khỏi đầu. Làm gì không được, áo sơ mi giờ có nút cài hết trơn. Cài gì xong mặc áo mưa luôn đi cho đấy. Áo thun giờ chồng cái qua luôn. Áo hai dây, áo ba lỗ, thiếu gì áo. Rồi thôi được rồi, lanh lắm. Thôi được rồi. Bây giờ anh đã nói vậy thì không lẽ giờ mình chia tay luôn hả? Đúng rồi. Anh không có xứng với tôi. Nhanh vậy luôn hả? Chứ gì nữa. Chia tay sớm bắt đầu khổ. Ủa vậy là nãy giờ nó thiệt hay nói chơi vậy? Nói thiệt mà. Ủa cái mặt tôi giống đang giỡn chơi với anh lắm hả? Ủa là gì, thằng đó thiệt luôn á hả? Chứ gì nữa. Đừng có làm phiền tôi nữa, đừng có làm mất thời gian của tôi với người ta nữa. Đi ra chỗ khác đi. Anh Mộng ơi, đợi em. Anh Mộng ơi. Mơ. Đứa Mộng, đứa Mơ. Không lẽ nó hợp hơn mình sao ta? Chưa ra nữa. Em có ai theo dõi không? Không có. Em chui hàng rào ra bị chó dí chạy quá chạy luôn. Nè anh dặn nè. Hả? Cái chuyện này là bí mật của hai đứa mình, không có cho ai biết nghe chưa? Em biết rồi. Có chuẩn bị, có chuẩn bị đồ mà anh dặn không? Yên tâm đi, cái này là đủ xài luôn á. Ừ, vậy ha. Ừ, lên trên đó có thiếu, anh mua thêm cho em. Dạ. Lo. Ừ, vậy thôi mình đi. Đi. Sẽ được mà đi. Làng này hiếu khách lắm. Hả? Vô thì dễ, mà đi không có dễ đâu nha. Trời ơi, đâu vậy? Thôi. Anh có đụng chạm gì vậy? Không. Với ai khuất mặt khuất mày không vậy? Dạ con xin lỗi, tụi con không biết, tụi con lỡ. Má! 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 Vậy? Má! Vậy? Má! 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 Má đâu? Má đâu? Má đâu? Má? Má đâu? Ủa? Quen? Ủa? Con quỷ la sùm, làm cô hết hồn à. Ủa? Sáu ra đây chi vậy? À,
thì ra Sáu cũng có ý xách giỏ lên thành phố với ảnh để hút vàng, hút kim cương đúng không? Hút cái đầu bay. Làm ơn tỉnh giấc giùm Sáu đi con. Ủa Sáu, thôi thì để dịp khác con dẫn Sáu lên rồi con đông cho Sáu mấy lon kim cương về xài nha. Để con dẫn bé Mơ lên trước để gặp gia đình con trên đó. Ê cái thằng kia. Dạ. Mày tránh ra. Đi qua bên kia đứng. Gì vậy Sáu? Thù, bỏ nhà theo trai hả? Cái mối này của con chứ. Em lặng. Mày nói làm sao? Dạ. Mày nói mày là con của bán vàng, bán kim cương đúng không? Dạ, dạ đúng kim rồi, đúng cương rồi. Kim cương là cả rổ, là vàng, cả hũ đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Gia đình con cái gì cũng có hết. Vàng cũng có, kim cương cũng có đủ hết á. Giàu quá ha. Dạ. Vậy mà xài điện thoại cùi bắp. À, tại cái điện thoại của con bữa dọc đường cái nó bị người ta giật cho nên con mua đại một cái con xài. Tính lên lên trên đó xong rồi con với Mơ mua thêm một cái tốn tiện xíu mà cặp á. Xài cho nó đã đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ra coi. Cái gì á? Ấy sao tiền của anh á. Tiền của con trong đó sao? Mày có nói là tiền đựng trong này mà. Dạ. Trời ơi nó nhẹ hiều như vậy mà nó tiền. Sao ơi, tiền của con mà sáng một cái chết bây giờ để tao coi có tiền không nha. Coi chừng rớt tiền con sao? Trời ơi. Trời ơi, đồ gì mà nhét hôi quá vậy bay. Ủa có tiền không? Tiền của con mà. Nè con coi đi, toàn là quần áo không nè, thấy chưa? Trời đất ơi, nhét mấy cái bịch ni lông cho nó sợp cho thấy nó bự nè, thấy không? Trời ơi, sao được đồ để bao lâu mà chưa giặt mà hôi dữ vậy? Trả ra bay. Ờ, anh Ngụy Trang, anh Ngụy Trang chứ tiền nằm dưới á, mấy cái đồ dơ anh để cho. Thôi, mày tin là tao lấy cái dép rồi tao sáng mày một cái không? Hả? Thấy nó xài cái điện thoại cùi bắp. Có chụp hình được đâu mà làm bộ tự sướng rồi nó quay là Sáu nghi rồi. Sáu nói cái thằng này nó không bình thường ha. Thật tình á, tao cắn răng tao theo dõi mày coi mày nổ tới đâu. Ai về mà nổ quá trời nổ luôn, nổ banh cái làng này luôn à. Thì ra anh dám lừa tôi, anh dám nổ đúng không? Anh xạo đúng không? Đâu có nổ, đâu có xạo gì đâu. Trời anh giàu thiệt mà. Mày cũng đâu có hiền. Con làm gì? Mày cũng nổ banh chành ở cái làng này đó. Mày gặp nó cũng xứng đôi lắm đó. Hai đứa bay ta gọi là trời sinh một cặp đó. Mộng với Mơ. Bây giờ đó Mơ với Mộng đi tụi con. Ủa là sao? Mơ làm hướng dẫn viên du lịch, công việc ổn định này kia mà. Ừ, hướng dẫn viên du lịch. Sao nổ là sao? Thì đó, vậy mày gặp nó mày mới xứng với nó. Ủa vậy có nghĩa là trong đó là tiền, là vàng. Không, còn trong dòng... này quần áo. Ủa cái gì vậy? Ủa thì tôi nghĩ là anh có tiền vàng rồi tôi đem theo chi. Sao nghĩ vậy được? Tôi đem đồ đủ mặc thôi. Trời ơi, tưởng là trong đó có vàng, có bạc lên trên đó tôi mượn tôi xài được. Mày tính lừa tao hả mày? Mày thấy không? Sáu mà không phát hiện là mày chết mày rồi, thấy chưa? Con nổ kìa. Ủa vậy rồi em nói nguyên cái vườn này rồi thêm mấy cái mảnh vườn bên kia nữa của gia đình em là sao? Trời ơi. Vườn nào đất nào của Mơ? Hả? Tất cả những cái ruộng vườn cây cối này nọ là nói chung là của tôi hết. À đây là của tôi hết. Thấy không? Còn mày mày đặt cái đồ hay quá ha. Không có cửa đâu con, nghe. Bớt giỡn. Rồi Mộng với Mơ bây giờ thấy hợp nhau lắm rồi đó. Được, ngon. Tí. Thôi, con cũng đừng có buồn. Nói con nghe, cái làng này mày là đại gia rồi ha. Đừng có cần tới cái con Mơ nổ kia nữa. Thôi. Mày cô kiếm người khác cho mày. Thôi khỏi đi. Sao vậy? Kiếm cái gì? Bà cũng bắt đầu cái chỗ cái màu bắt đầu thèm vàng cái kim cương lắm mà. Nè, đi qua bển đi thôi, lấy cái lon đây hốt theo. Tôi có sẵn chuẩn bị sẵn cái bịch có mấy cái lon cho bà kìa. Thôi mà. Chẳng qua lúc đó nó nói thiếu suy nghĩ cho nên mình tin nó. Nhưng mà giờ tao tỉnh rồi, tao sẵn rủi nè, thấy không? Ừ. Tí. Trời ơi. Tí tính bỏ rơi Mơ sao tí? Đâu có. Cái này người ta gọi là 49 gặp 50 đó. Bây giờ nè mày nè. Tao đã điều tra rõ mày rồi. Mày á là con của bà Năm. Ủa? Bán thịt dê tươi ở trên huyện. Ủa đúng không? Con? Trời nó ơi. Đã chuyên gia lợi dụng cái vẻ bề ngoài á, nhìn nó đẹp trai này nọ đó để lừa tiền của không chỉ mấy đứa con gái nhẹ dạ cả tin mà còn cỡ sồn sồn cái này nữa nè. Trời ơi. Đúng luôn á hả? Nè, ghê quá vậy. Tao hôm bữa là tao đã ngờ ngợ mày rồi nha. Bắt đầu bữa nay tao mới có thể lật mặt mày ra được ha. Còn em. Em sao tí? Em bây giờ không còn có cửa gì với anh nữa. Không sao vậy tí, đừng mà tí. Tại vì anh không thể nào có nhiều vàng và kim cương lon giống như cái thằng này. Nhưng mà tí có dừa, tí có đất, tí dạ. Có anh đã quen với con nhỏ tên Mén rồi. Mén thì cái tên nó hơi xấu hơn Mơ chút xíu. Nhưng mà Mén nó trung thủy hơn ha.
À thôi, à, mấy đứa ở lại chơi à, để mình qua bên đó mình nói chuyện với máng chút xíu. Chia tay nha. Đất ơi. Nó nghe nè, chừng nào mà hốt được mấy cái lon hột sòn á, nhớ cho nó xin mớ đằng sau để cho con tao chơi nha. Tí, đi à. Tí ơi, Tí. Thôi, tí cái gì nữa. Cái thằng mà lùng mà xấu nhất làng này á, nó còn chơi bà nữa. Huống chi bà có cửa với tôi, đừng có mơ. Nè, cái thứ không có tiền mà đặt cua tôi hả, đừng có mộng. Thôi, tí cái gì. Người ta lùng ta xấu vậy đó, nhưng mà ta có tấm lòng, người ta chân thành ha. Còn bay á là nó yêu bay thiệt tình á, bây giờ đừng có gọi theo nó, bay không có cửa với nó đâu, coi như nó không có nhìn mặt tụi bay rồi. Bởi vậy ông bà mình nói cái câu đúng lắm mà, có không giữ mất đừng tìm. Ai như tụi bay vậy đó, trời sinh cặp nổ. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Bước là hết cái chợ, không có đủ đồ để mua hai chỗ hả? Trời ơi, giờ là phải lên chợ. Ôi trời ơi, là trời. Trời ơi, sao không cô? Cái gì vậy? Có sao không cô? Có sao không vậy? Có sao không cô? Đụng hả? Trúng đầu cô hay vậy? Trúng đâu? Coi sao cô? Đi đứng kiểu gì vậy? Thánh thần cô xin lỗi nghe, tại lo nói chuyện không thấy cô. Trời đất ơi, đứng giữa đường giữa xá vậy. Tôi đụng là hên nha, chứ mà xe tăng nó ủi một cái là xong phên. Thì chết luôn á cô. Ờ. Ủi là chết chung chứ. Ủa. Ai vậy? Lão Quắc hả? Không phải thần này. Ơi, cô ba không nhớ con hả? Biết đâu nhớ trời. Con ông Chính nữa sớm bên nè. Ông Chính nào? Ông Chính đó. Ông Chính hồi xưa bán rượu đó. À, ông Chính bán rượu mà có cái cục u bự chảng ở đây nè kêu. Cục u nha, chứ không phải cái thần nha cô, cục u nha. Kêu bằng ông Chính tay giác, đúng dạ. Rồi, dạ. Nhớ rồi. Dạ. Ơi, mén đây ha. Dạ. Trời ơi, Thánh Thần ơi, cô không nhớ con hay gì vậy? Con hồi kỳ con hay đi với anh Hai, con đi qua nhà con chơi hoài đó. Hồi đó mày xấu quắc thà mày ơi, hồi đó đen thùi xấu quắc thà. Nay coi bảnh ha. Bảnh đó cô. Vậy ngon hơn xưa ha. Ngon vậy thôi. Nhớ hồi xưa mày khoái hiền ta lắm. Khoái hiền mày với anh Hai, mày qua mày tào lạc với nó hoài. Dạ. Thì giờ không biết có cao lên được chút nào chưa cô. Nó càng ngày càng thun lại. Ủa ngồi vậy. Mày cái nết đó giờ cười. Bởi vì tao nói không là hồi đó thằng Hiền nó không chịu là vậy. Gái đứa giờ cười. Kỳ khối. Không, tao nói cười hào sảng đó cô. À vậy đó, hả? Dạ. Ủa rồi nay đi đâu đây? Con anh... đi về là sáng về ra lộ. Vậy hả? Dạ. Sáng ra lộ đứng cái đi về. Không, tính là đi đi là gọi điện lên mà anh Hai đó. Ủa anh hai? Anh hai con gửi đồ về. Nó ở đâu mà gửi đồ về? Trời ơi, anh Hai con với Sài Gòn đó. Nó mượn gì vậy Trịnh? Thì nói chung là ổng đi làm công nhân hay là cái gì doanh nghiệp, cái gì á con không gành cô ơi. Vậy hả? Dạ. Mượn cho người ta ha, mượn chủ. Thì chủ không ta? Tiền nhiều không? Tiền nhiều không? Tiền nhiều mới chủ à. Tiền cũng nói chung là cũng ít à. Dạ thôi mừng mướn rồi mẹ ơi. Mừng mướn ha. Mừng mướn rồi. Hèn chi tao đi giết mà 2-3 năm nay không thấy gì à cô ơi. Trời ơi, Hiền tao đi Mỹ rồi, ngon lắm. Vậy hả? Anh nó cũng mừng mướn bởi nó. Ủa? Ủa chết chết quên. Tao trên nó nói chuyện đó. Tao quên điện thoại. Thánh thần ơi, từ nãy giờ. Gan nữa có cái điện thoại hà. Mà gớt đó không biết đường lụm lên. Rồi thôi. Trời ơi, tao đi chợ tao mua bông. Mà chợ mình không có bông nào đẹp hết trơn. Trời thôi, cô ba đi nghe. Đi tao mua bông, đi mua bông. Dạ, dạ, cô ba đi, có gì đau rồi, quay nói con nghe. Biết rồi. Trời ơi, Thánh Thần chưa có máy đúng rồi. Để từ nãy giờ chưa có máy nữa cha nội. Không, nó đi về sớm đi, để đặng nó đón ông Táo nghe. Ô da trời ơi. Thiệt cái tình á. Tưởng là không có cái gì, bây giờ sao nó đau dữ. Sao vậy? Sao đi cà thọ kìa bà ba? Trời ơi, đụng quẹt, ngồi đâu đây? Ngồi đây, đây để tôi làm nước cho uống. Trời ơi, nãy quẹt con mén. Mén hả? Đi sao mà sớn xác quẹt, nãy không thấy gì mà sao giờ nó đau quá trời. Rồi có làm sao không? Ai biết đâu. Coi chừng nghe. Trời ơi, bởi vậy ông bà mình nói cái câu hay lắm. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Đó. Lớn tuổi rồi nha, té một cái đuôi một cái là xương cốt rồi, coi chừng nó có cái gì chổng là thổi. Thôi, bà đừng nói gãy đi nha. Tính nói vậy. Trời đất ơi, ta đi ta dấp, ta da chạm chút xíu thôi. Coi. Thôi, đất á. Đau hả? Má vậy ơi. Là không sao, bầm thôi, tôi thấy cục xương còn bự lắm, không biết chưa gãy rồi. Đụng cái được rồi, bóc cái em chết luôn à. Uống nước đi. Ta nói đi chợ sắm đồ Tết. Mà chợ mình sao nó lèo tèo quá, chợ ấp mà.
không có đủ đồ hết trơn trời á. Bây giờ phải đi lên chợ huyện mua mới đủ. Lên chợ huyện mua cái gì nữa? Trời ơi, ba đồ trang trí nhà cửa bông hoa đồ. Trời ơi, sao không nhờ mấy thằng thanh niên trong xóm nó chạy ngang nhờ nó mua giùm cho. Trời ơi, nhờ giả bực. Bực cái mình dữ lắm. Muốn mỗi lần đi đâu là phải kêu đực chạy xe ôm đó. Vậy hả? Chở đích thân đi lên mua mới được. Bà, ủa năm nay bà có chuyện gì vui ăn Tết lớn quá vậy? Nói nào ngay không biết vui hay buồn. Mà đều kêu Hiền nó về. Ôi trời, kêu Hiền về ăn, hai chị em ăn Tết chứ mà nó đi mấy năm rồi. Vui vậy? Vậy là Tết năm nay chú Hiền về ăn Tết hả? Ở bệnh có vợ con gì chưa? Chưa, nó lo mừng ăn không mà có vợ con gì đâu ạ. Phải rồi, xấu quá mà. Với lại cũng lớn tuổi nữa. Mà nhà bà ngộ quá ha. Tự nhiên mà mấy chị em mà cô đọc hết thấy thương à. Có số hết rồi, thôi đừng buồn, kệ nó đi ha. Quất một cái bợp của em tôi mà là nó xấu quá mà, thấy có duyên rồi nghe. Xấu mà lớn tuổi nữa. Giờ cái thứ hai đó, hai bà cô đọc hết, hai chị em cô đọc hết. Nó đại cha nó, hai chị em bà ế đi. Ai nói vậy kỳ vậy? Nói tao nó cô đơn, cô đọc cho nó thấy nó văn chương ai nói ế. Trời ơi, tôi nói bà nghe, hồi xưa chỉ cần tôi gật đầu một cái rột thôi là trai hốt cả rổ lựa không kịp. Tôi mà cái là bà không có cửa mà vô với ông Sáu đâu. Trời ơi, chẳng qua. Thôi đi đừng nhắc ông Sáu, chẳng qua cái gì. Cũng hên là bà ổng hốt ổng, hốt giờ ổng cũng bỏ bà đi thôi. Tôi giờ ổng cũng bỏ đi xa lắc tí tè rồi, còn gì bởi nữa. Vậy, hồi xưa là cha mẹ tôi mất sớm. Tôi ở không tôi nuôi Hiền. Biết. Hai chị em hữu hỉ nhau. Tới hồi mà nó trưởng thành á, nó đi mừng ăn được thì nó đi mừng ăn xa, đặng về nó nuôi tôi. Đó, vậy thôi chứ ế ẩm cái gì. Thì thôi không ế. Kệ đi, đừng nhắc tới ông Sáu nữa đi. Phiền quá, thì nhắc gì cho tôi bực bội vậy bà nữa. Mắc cười quá. Ai mà nhắc đâu. Nói cái vụ ế tôi mới nhớ. Gì nữa? Đặng Hiền. Hiền sao? Thằng Hiền nay á, nó cũng hàng tư rồi. Bốn mấy rồi đó, hàng tư gì? Gần hàng năm rồi đó. Thì mình nói nhẹ nhẹ thôi bà, sao hay quất tới nơi quá. Nó hàng tư rồi mà chưa có vợ con thì thấy tội nghiệp nó. Nên á, kỳ này nó về phải kiếm vợ cho nó. Kiếm vợ? Ở trong làng mình có ai mà cỡ tuổi nó mà không có chồng đâu. Cỡ đó là giờ kêu bà nội bà ngoại hết rồi đó. Trời đất ơi, kiếm mà cỡ nó làm chi? Kiếm mấy cô trẻ trẻ đó. Trời ơi, tôi nghe kiếm gái trẻ sao tôi hên là tôi chưa có ăn. Cái gì vậy? Chị em bà công nhận tự tin thiệt á, hèn gì ế là đúng rồi. Ủa là sao? Nghĩ sao mà nó bốn mấy gần 50 tuổi rồi kiếm gái trẻ đâu ra. Chị ơi chị, em của tôi giờ là Việt Kiều chị. Nghe. Việt Kiều. Vừa nó vừa có công có chuyện có làm ra tiền, nghe. Mà nó chững chạc, nó đàng hoàng. Nó Việt Kiều đó. Bây giờ với lại con gái bây giờ nó không có quan trọng cái vẻ bề ngoài. Cái quan trọng là con người đàng hoàng thôi. Không phải dạy trai như bà hồi xưa. Trời ơi, ông Sáu đẹp trai, cái cố sống cố chết một hai lấy cho bằng được. Thôi đó. Nhắc ông Sáu hoài. Thì thôi. Bà nhớ ông hả? Thì tại bà nói gì? Giờ bà giải thích về tôi thấy có lý nè. Gì? Bây giờ gái nó khôn lắm. Nó không cần đẹp trai đâu. Người ta nói tốt mã rã đám. Đúng rồi. Thằng Hiền nó là Việt Kiều đúng không? Có công ăn chuyện làm mà mấy chục năm dành dụm chắc giờ cũng khá lắm nè. Thôi được rồi, để tôi kiếm đứa nào cũng hơi cứng cứng một chút xíu. Thì đừng có mà trẻ quá, cũng cỡ mà hai mấy 30 đi ha. Dưới 30 được rồi. Thì đúng rồi. Được rồi. 28 đi. Ủa giờ bà lấy cho em bà, bà lấy cho bà mà bà trả giá trời. Nó còn xanh đẻ nữa thêm. Quên, tôi bán quán tôi đâu phải làm mai đâu, tự nhiên qua đây kêu tôi làm mai gì kỳ vậy? Ha. Ủa nhưng mà tại vì bà bán quán cho nên bà quen biết rộng, bà có nhiều mối quan hệ, bà biết nhiều người. Đó thì bà coi trong làng trong xóm mà đứa nào mà đẹp gái được nết đó, bà làm mai cho thằng Hiền. Trời ơi, mất cả hậu tạ bà ơi. Để tôi coi đẹp gái trong xóm này hả? Đâu có đứa nào đẹp hơn tôi đâu. Thôi, nhớ rồi. Đứa nào? Nãy con Mén. Gặp con Mén ở ngoài lộ, con Mén con chính tay giác á. Đúng rồi, nó chưa có chồng đó. Cái nhỏ nó chừng hơn 20 chứ nhiêu. Đúng rồi. Thử coi. Em mà cái nết nó vui lắm nè. Tao nói tao gặp nó, nó nhìn tôi nó cười. Thì đó. Nó nhà mà có chuyện buồn nó cười cái hết buồn liền luôn. Biết đâu nhờ vậy mà nó chịu Hiền. Hồi nãy nó đụng tôi sưng giò đó bà. Cái gì? Nó đụng bà sưng giò. Bây giờ bà vô đây bà đòi làm mai cho nó. Bà kiếm nó để mà bà gả cho thằng Hiền. Cái này có chừng duyên hội ngộ cái bà. Cái bầu trời khiến á hả? Vô tình đó. Ê, có khi nào... Cô Sáu ơi. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Ủa, qua
của cô nè. À, để nó đi, để đi, cô đang dở tay. Con giặt phơi khô ráo hết trơn rồi nha. Vậy hả, cảm ơn con nha. Cảm ơn cô nha. Ừ, không có gì. Ê, khoan, khoan, khoan. Dạ. Con rảnh không? Đang rảnh lắm không? Thì trả cái đầm xong là rảnh rồi đó cô. Rảnh lắm hả? Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Hả? Ngồi chơi, cô hỏi chút chuyện coi. Dạ. Ngồi chơi chút nghe. Dạ, cái gì cô? À, có một chút chuyện cô muốn hỏi. Gì cô? Bây có người yêu hay có chồng gì chưa? Thánh thần ơi. Tự nhiên cỡ gì? Cỡ xíu hả? Trời ơi, 25, 26 rồi cô nương. Cỡ cô mà lấy chồng sớm là hai đứa con rồi chứ không phải chơi đâu. Ôi, lấy chồng sớm giờ khổ lắm cô ơi. Con là con định 30 hoặc là ngày 30 con mới lấy chồng đó. Trời, nghe lời ai xúi vậy? Ngoài 30 là già chát rồi ha, không có ai hốt đi đâu. Chứ con không nghe nhà nước khuyến khích hả? Con trai con gái tới tuổi lập gia đình là phải lấy chồng sớm. Thánh thần ơi, nhà nước khuyến khích vậy chứ nhà nước có chỉ chỗ ông chồng đâu lấy. Ủa vậy hả? Mà với lại gì nè, thí dụ giờ con lên nhà nước đi, nhà nước phát cho con ông chồng con cũng lấy nữa. Ôi trời ơi, ở đâu sẵn vậy? Giờ muốn phát chồng đúng không? Dạ. Khỏi cần nhà nước, cô Sáu sẽ phát cho bay. Một thằng. Chị ôm, chị ôm. Ai? Trời ơi, con bả bẽn lẽn đi ghét. Nghe nói tới trai cái bộ quào tùm lum. Ai vậy? Còn nhớ anh Hiền không? Anh Hiền thấp thấp người đó, em của cô ba đó, cô ba sớm trên đó. Nhớ nhớ. Dạ 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 nhớ nhớ nhớ. Ủa ông đi Mỹ rồi? Thì đi Mỹ 7-8 năm nay rồi. Cô đừng nói là cô làm mai anh Hiền cho con. Trời ơi, con nhỏ thông minh quá ta. Đúng rồi, cô tính phát Hiền cho con đó. Thôi. Sao ngoái lìa lìa vậy? Ôi, nhìn cái mặt ông mắc cười lắm cô ơi. Ổng gì đâu mà mấy năm trời rồi ha, cái người có ông Khúc à. Không có cao lên được biết nào hết trơn á. Lấy chồng cái mặt mắc cười mới vui. Ha, đừng có lấy chồng mặt chầm dầm làm ăn không có được, hiểu không? Gì? Với lại cô nói cô nghe. Ổng già rồi. Thì biết là nó già hơn mày mười mấy tuổi đó. Thì đó, lấy về trời ơi. Giống như tía con vậy đó hả? Tía cái gì mà tía? Có mười mấy tuổi mà làm thấy ghê. Con không nghe ông bà mình nói hả? Chồng già vợ trẻ là tiên. Đó, lấy Hiền về đi. Cái con sẽ thành tiên liền. Trời ơi. Không, ý là con sướng như tiên. Bởi vì thằng Hiền nó lớn tuổi nè, rồi nó sẽ chiều chuộng thương yêu con. Chưa kể anh Hiền ở bên Mỹ nha, anh Hiền có sự nghiệp đàng hoàng, hiền lành tốt tính nữa. Là coi như nếu mà con gửi thân cho anh Hiền là con ổn, ổn cả đời mày luôn. Chưa kể con báo hiếu được với cha mẹ con nữa, cha mẹ con cũng nhờ cậy được con luôn. Thấy không? Thôi, không biết. Chịu ha, chịu. Thôi, có gì cô Sáu qua nói chuyện với tía má con đi. Con không biết nha. Ê, nhỏ này sao ta? Không biết. Nó chị với tía má không đi. Ủa vậy là nó chịu hay không trời? Bà ba ơi, bà ba. Ta đang rối luôn chuyện nha. Cái gì? Gì em xong vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À chết cha. Cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho thằng Hiền nó nhớ không? Rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên á. Là sao đâu bà kể rõ cho tôi nghe coi. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì. Cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền. Đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là... Chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được à. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ thằng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi, gặp chú Hiền đi ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên, để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ,
được không? Trời nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Cục quá trời. Cái vợ cho nó mạnh nó sao đâu, nó đi vô ra chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt vậy. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời hả? Đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô. Nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên nó nghe. Mai có cô Sáu của qua, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ hôm nay ông bả chờ từ sớm mơ đến giờ rồi đó. Đợi. Hả? Ừ. Rồi anh Dũng đâu? À, ấy, anh hai con hả? Anh hai mày chứ ai trời. Vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi về sớm nè, hồi sớm mơ này nó ghé đây nè. Vậy cô giỡn vậy? Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Dạ. Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Ờ, tự nhiên con. Hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Đó, tự nhiên đang nói chuyện hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích, thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Gì á? Cô không, con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi, nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi đâu có đâu, mới nói chuyện ổng băm kia đây mà. Trời ơi, tức quá tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao ai biết được. Cái gì tao không. Trời ơi Phật ạ. Trời hết hồn à. Hết hồn anh hai. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Ờ anh thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? À, chị ba. Ừ. Em với Dũng quen nhau đã 7 năm rồi. Trời ơi. Chuyện là trên xóm dưới người ta biết. Từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau, đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi với nhau rồi. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Anh hai. Chị ba. Sao rồi? Cô bà sao? Làm quá hà. Cái chuyện nhà tôi trời mà ơi. Đâu phải chuyện của bà đó mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Cái này gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh mà hai mà con? Tôi nghe đồn ngột quá tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận. Cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy chị ba. Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. Chị qua tưởng gì kiều không. Chị thừa chuyện với tía mén. Ừ. Thế xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tao ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi cô. Bây giờ bỏ đi bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con. Trời ơi. Trời ơi chồng tao mới đi tao nổi ốc hết trơn rồi Hiền. Trời, người ta yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi, chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi, em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi, tự hiểu đi. Vậy lên thành phố bà ơi, trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai trời ơi, đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi, nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới nơi. Chị ba có chấp nhận được không? Ba sao? Không, gì nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta. Chứ còn chị gia đình làm sao mà cười nổi. Không, cũng không. cười mà cười ra nước mắt á. Ồ giống như là em nghĩ là tía má anh đồng cảm vậy đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi rồi lỡ có gì
Tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Tôi không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Đúng rồi. Ôi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cấp. À quên, hai chú trai. Trời ơi, ghê. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi, ta đang rối lòng chuyện nhà cái gì? Gì em xong vậy? Tết nhất rối quá hả? Có chuyện vui, có chuyện vui. Vui gì? Thì cái vụ Hiền lấy vợ đó. Lấy hồi nào? Không. À chết cha, cái vụ mà tôi với bà mà tính là mai cho Hiền nó nhớ không? Rồi sao? Nói chuyện với nó chưa? Nói rồi. Được không? Hên xui. Là sao? Mà tôi thấy xui xui nhiều hơn hên. Là sao đâu bà kể rõ cho tôi vậy. Con mén nó còn bán tính bán nghi. Nó không có chịu. Tôi tính cách với bà nè, là con mén nó không chịu. Mà tại sao nó không chịu? Thì nó có gặp đâu, cho nên nó không tin là đúng rồi. Nó nghĩ là chú Hiền ở bên bển á, không có làm ăn được cái gì, cho nên mới không cưới vợ được. Rồi cũng không có tiền đó, rồi bao nhiêu thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng là nó chê chú Hiền là chê gì? Hiểu không? Chà, đó. Này thì sửa không được rồi. Khó hả? Khó rồi. Thì bởi vậy. Nhưng mà mình bù bằng cái khác. Bù bằng cái gì? Thì bây giờ mình có nói thẳng với nó là bây giờ đặng Hiền nó là dân làm ăn thiệt. Nó có tiền thiệt. Mà nó trưởng thành, nó chững chạc mà. Mà nó không có tin. Cho nên tôi với bạn với bà kiểu này nè. Hiểu không? Là coi như mình cho ba má nó gặp đi. Gặp chú Hiền đi. Ha. Rồi cái mình kêu chú Hiền làm hoành tráng lên, phóng đại lên để cho ba má nó tin. Thì ba má nó tin, ba má nó mới gả nó cho chú Hiền. Đâu cần phóng đại đâu. Hiền giàu thiệt, đâu cần phóng đại, mình cứ nói thiệt cho nó vậy. Trời ơi, nhưng mà phải nổ thêm chút xíu đi cho nó hoành tráng. Nổ hả? Ừ, được không? Trời nổ luôn, bây giờ tôi nổ tới nóc luôn rồi đó mà nghe. Vậy đi. Mr. Hiền ơi Hiền, ra đây. Thì ba cái gì vậy? Cái gì ông sầm vậy? Trời đất ơi, em về nguyên làng trên xóm dưới người ta biết, ai cũng vui hết trơn á, tại lại người ta đón em á. Trời ơi, chị làm vậy chi vậy, kỳ lắm, em nói thiệt. Kỳ đâu mà kỳ, kỳ cái gì mà kỳ. Mr. Hiền. Bà con. Dạ, cảm ơn cả nhà, nhưng mà thôi đâu có cần phải làm vậy đâu, kỳ lắm. Vậy là chưa đủ đông đúng không? Chỉ còn 4.000 người ngoài đó. Trời ơi, chị ba, cái gì vậy? Cái gì đâu? Ừ, thôi em nói nghe nè, chịu chưa? Nếu mà chịu thì mình làm đám cưới luôn để chị nói chị ba. Chứ không thôi để qua Tết về bển rồi ai đâu mà mừng nữa. Nhưng mà cái... Đúng rồi đó, trời ơi, phải cưới vợ sớm cho nó. Không, cái làm sao mà cưới... Không có nhân nhị gì hết trơn á, phải cưới vợ sớm. Mr. Hiền. Để coi hồi nãy là 5 người nè ha. Với lại 4.000 người ngoài kia chưa có xuất hiện nên thôi tôi không có tính 4.000 người kia. Đúng rồi. Tôi tính 5 người với tôi nữa, mỗi người kia 50 đi. Tôi 100 nữa là 350. Cái bìa cặt tông thì tôi không có tính tiền. Nhưng mà tôi tính tiền cái viết là 10.000 nữa là 360.000. Còn mấy cành bông là khuyến mãi đúng không? Mấy trời ơi quên nhắc, mấy cành bông 20.000 cành, hai cành 40 nữa là 400 chẳng. Không có bớt luôn á nha. Thì cái đó là bớt lắm, mấy miếng bìa cặt tông là tôi xin của người ta đó, xin của mấy bà dây chai đó. Còn 360 là thiếu 40 đi. Trời mò luôn bà ơi. Chị ba. Ủa vậy là mấy người hồi nãy mà vô la sùm mà chào đón này nó là nhiệt tình là chị thuê hết hả? Ủa thuê chứ ở đâu ra mình ta chạy tới người ta đó. Trời ơi có cần phải phô trương vậy không trời? Nếu mà em biết vậy thì thôi em khỏi về luôn cho rồi đi. Trời đất ơi sao nó kỳ vậy? Không tự nhiên là tốn tiền vô cớ vậy. Vậy cho nó sơm tụ chú hiểu không? Vậy cho nhìn cho nó mát con mắt. Ừ. Đây có bao nhiêu tiền đâu, có mấy đồng mặt lẻ à.
rồi cái vụ không ấy mình cưới luôn ha. Cái gì? Cưới vợ luôn đi. Cưới vợ hả? Cưới ai? Thì cưới gái trong làng mình chứ ai. Chị Ba ơi, trời ơi sao mà em nói chị nghe nè. Bây giờ em về đây là để thăm chị, để chơi với chị những ngày Tết. Chị cứ điệp khúc cũ hoài mà chị cứ điệp khúc rồi lấy vợ để làm gì, bộ vợ có sẵn để mà lấy hả? Ơi, có sẵn nha, đừng có giỡn nghe. Tôi với lại chị Sáu tính hết rồi. Mấy cái người hồi nãy á là do bả sắp xếp hết, tôi chỉ có dắt qua thôi. Với lại còn cô dâu hả, đừng có lo. Tôi lo nè, con Hoa, con Hồng, con Mai, con Bông nè, nhiều nhiều đứa lắm. Trời ơi, tại vì lo cho em cưới vợ cho nên mới phải mướn người ta như vậy để làm rần rần cho nó vui, để lấy thanh thế cho mình. Ừ. Trời ơi là trời thiệt á. Em nói thiệt với chị nghe, bây giờ chị có nói vụ mà ế ế thôi kệ nó đi, duyên nó chưa tới mà bắt lấy vợ lại với vợ là sao? Nó phải có sẵn đâu. Trời ơi, khổ ghê thiệt. Nghe chị nói nè. Thì chị nói đi. Chị đã ế rồi. Ế giờ là coi như xong phinh rồi đó, xếp qua bên rồi đó. Là tại vì hồi trẻ chị mắc nuôi em. Bây giờ em lớn rồi, em cũng phải buông ba xứ người để em lao động cực khổ, em gìn giữ gia đình nhà mình. Thì thôi bây giờ hy vọng là nằm vô con mình em này đó, chị là xong rồi. Bây giờ em phải cưới vợ, phải sinh con để cứu vãn cái gia thế nhà mình chứ. Không để tuyệt tự tuyệt tôn. Thôi bây giờ em nói chị nghe nè. Cái chuyện gia đình mình á thì không biết giờ mình giải thích sao với chị luôn á. Bây giờ nè, cái chuyện ế hay không ế là cái đó là do ông trời định rồi nha. Còn cái chuyện lấy vợ á, em nghĩ là không cần thiết đâu. Thôi chị tính chuyện khác đi, để ăn Tết cho vui vẻ đi. Tại sao mình trời đất ơi, sao mà không tính được? Bây giờ em 40 rồi mày không cưới vợ chừng nào mới cưới? Giờ chờ 60 như tao thì sao? Thôi tới chuyện đó là sao, đẻ. Thôi em xin chị một lần nữa nha chị Ba, chị đừng bây giờ nhắc tới vụ đó nữa. Thôi để tôi đi đi, hai người tính gì tính đi, tôi mệt quá. Hiền chị Ba. Thôi trời ơi đừng có làm gì. Chị Ba buồn cái gì vậy chị Ba? Đừng có kích động. Bác sĩ nói là không để được để chị Ba kích động. Chị Ba kích động là chị Ba dễ bị đi lắm. Chị Ba ơi, chị sao rồi? Bình tĩnh lại. Em đưa chị lên trạm xá nha. Bằng lòng cứ vợ đi. Không, tại sao là bằng lòng được? Trời ơi, đi theo ông theo bà liền đó. Bằng lòng đi. Chị Ba cho bệnh gì mà sắp. Bác sĩ nói là không có để chị Ba kích động. Nhưng chị Ba bị lên tim, huyết áp lên rồi tất cả đều lên hết, đầu chị Ba đi luôn đó. Nhưng mà rốt cuộc là chị Ba tôi bị bệnh gì? Đừng có nói quá. Bác sĩ nói đó. Là đó. Cái này là tâm bệnh đó, lo lắng nhiều quá. Dạ. Cho nên mới như vậy. Thôi bây giờ chị nghe lời em đi, bây giờ vậy nè, em đưa chị lên trạm xá nha. Chứ còn bây giờ nếu mà không thôi làm sao mình biết được là lên đó là đi luôn đó. Tại sao lại đi luôn? Bác sĩ nói là không để chị Ba kích động, mà nãy giờ chị Ba kích động quá rồi kìa. Tâm bệnh mà lên trạm xá sao mà được. Bây giờ tâm bệnh là bây giờ ý chị, bây giờ chị muốn sao? Bằng lòng cưới vợ đi. Chị lo cho em nhiều quá. Đúng rồi. Chị mệt á. Chị Ba ơi, ráng sống nha chị Ba, ráng sống để nhìn mặt con cháu chị Ba ơi. Cưới vợ để cho chị bớt lo. Chị, bây giờ chị muốn sao chị nói đi. Cưới vợ cho chị Ba, đừng có đi. Cưới vợ đi, chị Ba còn có mục tiêu để ở lại, hiểu không? Cưới vợ hả? Cưới vợ. Sao có sẵn mà cưới ai? Có. Ai? Con Hoa. Câu. Hoa cáp chi trời thiệt á. Đi qua dạm hỏi thôi chứ đâu phải là đi cưới gì đâu mà... Làm chi dữ vậy? Cái gì vậy Hiền? Làm dữ là làm sao? Đi qua nhà người ta nói chuyện, hôm nay là một ngày đặc biệt, em phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, rồi mặt mày phải tươi tỉnh lên. Đâu cần phải ăn mặc vậy đâu trời, thiệt á. Chị làm quá chị Ba. Làm quá cái gì? Cái ngày đặc biệt của em mà, đi hỏi vợ cho em mà Hiền. Rồi quà cáp đâu? Ghê thôi, để ta lấy cho rồi đi. Mà ghê luôn á. Anh lấy ai? Anh lấy con bé Hoa. Nó là em gái của tôi mà. Sao mấy người ác với tôi quá vậy? Hiền ơi, mấy gói quà để đâu rồi? Dạ. Trời đất ơi, để đâu mà tìm hoài không thấy vậy? Ủa? Dũng? Dạ. Mới về hả? Dạ dạ. Trời ơi, qua đây làm chi? Chị dạ. Với Hiền chuẩn bị qua bển nè. Để lát chị qua, nghe. Dạ dạ dạ. Quá trời. Vợ cho nó mảnh nó sao đâu, nó đi vô ra anh chuồng trốn mất tiêu. Cái thằng này thiệt chứ. Sao rồi? Sao rồi? Gì? Nghiện vậy chưa? Trời đất ơi, nó về rồi cái nó sẽ quay nói nó cà lơ rồi nó đi đâu sáng giờ. Đi đâu? Biết đâu nó hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa cô.
nó chỉ nói với con ba đó, cái nó cà lơ rồi nó bỏ đi nước vậy đó. Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, hên đó nghe. Mai có cô Sáu, cô Hoa, cô giải thích cho tía má con. Ừ. Chứ không thôi ông bả chờ từ sớm mơi đến giờ rồi đó. Đợi hả? Ừ. Rồi anh Dũng đâu? À, ấy, anh hai con hả? Rồi anh hai mày chứ ai trời? Vậy cô, anh hai con đi làm trên Sài Gòn á, gần Tết mới về. Ủa mày bị gì vậy trời? Bà mới bị gì á? Nó về rồi. Hồi sớm nè, hồi sớm mơi này nó ghé đây nè. Gì vậy cô? Cô giỡn hoài. Anh hai con về mới về nhà con trước chứ tự nhiên ghé nhà cô là sao? Trời ơi, tao tức cái con nhỏ này quá. Nó ghé đây rồi. Bà ba. Gì vậy? Bớt làm tôi sợ nghe. Hả? Tôi nghi lắm á. Ờ, tự nhiên con... Hồi nãy ngồi thì láp giáp mình ên là thấy nghi lắm rồi đó. Trời đất. Tự nhiên đang nói chuyện hiền cái tự nhiên qua tới thằng Dũng nó đâu ở tích thề lè trên thành phố bà. Tích đâu mà tích? Thề lè cái gì? Thằng Dũng với thằng Hiền là hồi xưa ở nhà là hai đứa nó đã qua lại với nhau rồi. Trời ơi, tôi rành thằng Dũng quá mà sao lộn được bảy không? Cô ba. Gì vậy? Cô, không con sợ thiệt á cô. Bị anh Dũng mình hai con mà về phải báo cho con với tía má con biết chứ tự nhiên ghé nhà cô làm chi. Mà trời nghe ơi, nói đâu 28 Tết nó mới về mà giờ nãy về làm gì? Được Tết mới về. Đâu. Bà lấy điện thoại gọi coi có thằng Dũng nó về không? Trời ơi, đâu có đâu, mới nói chuyện ổng qua bên kia đây mà. Trời, tức quá tao già chứ tao không có khùng má. Từ từ để con gọi coi sao mà biết được. Cái gì tao không trời mua Phật ạ. Hai hết hồn à. Thánh thần ơi anh hai. Ừ. Tự nhiên luôn. Ủa hai về nào vậy? Ờ anh à, thật ra chuyện nó là như vậy. Sao? À, chị ba. Ừ. Anh em với Dũng quen nhau đã 7 năm rồi. Trời ơi. Chị là trên xóm dưới người ta biết từ nhỏ là tụi bay đã quen nhau đã chơi với nhau rồi. Ai biết tụi bay chơi nhau đâu. Tự nhiên giờ còn khoe nữa. Cái gì vậy? Hả? Ồ anh chị ba. Sao ơi, cô bà sao? Làm quá hà, cái chuyện nhà tôi trời mà ơi. Đâu phải chuyện của bà đâu mà xỉu ngang hông vậy trời. Ủa nãy giờ tôi xỉu đó hả? Trời ơi, trời ơi, cái này gọi là xỉu hùng nè. Hùng cái gì anh? Mà tôi nghe đồn ngọt quá tôi muốn đồn tử luôn á. Dạ. Hai đứa con đã yêu nhau lâu lắm rồi. Yeah. Nhưng mà Hiền sợ gia đình không có chấp nhận, cho nên Hiền mới nói dối á là đi Mỹ. Khoảng thời gian qua, hai đứa con sống chung ở trên thành phố. Vậy luôn á. Đúng vậy hả chị ba? Hiền ơi Hiền. Dạ. Bây giờ má ơi, giờ tôi không biết nói gì với nó luôn á. Vậy là cuối cùng là em đâu có ở bên Mỹ hả? Dạ không. À, trời chị qua. Tưởng gì kiều không? Chị thừa chuyện với tía con mén. Ừ. Thì xin nó tặng gái cho mày. Thôi. Rồi bây giờ về giờ tao ăn nói làm sao Hiền ơi. Thôi cô. Bây giờ bỏ đi. Chẳng lẽ giờ con vậy đi giật chồng với anh hai con? Trời ơi. Trời ơi. Sao sai giùm tao mới đi tao nổi ốc hết trơn rồi Hiền. Trời ơi, người ta yêu nhau kêu đứng xa trời. Chị ba ơi. Chị ba lỡ thương rồi giúp em đi. Chị cứ nói với mọi người là ngày mai em đi Mỹ rồi. Hả? Đúng rồi. Em sẽ đi với anh. Ủa gì hả anh hai? Ủa nhưng mà em đi Mỹ rồi, em đi Mỹ thiệt hay là em đi đâu? Thôi tự hiểu đi. Đừng lên thành phố bà ơi. Trời ơi. Em nói với tía má đó là Tết năm nay anh không về. Cứ nói đại là khi nào anh sắp xếp xong công việc thì anh về nha. Giúp anh đi. Anh hai. Trời đi đâu vậy? Không có được. Mới về mà đi đâu vậy? Tía má biết được tía má buồn lắm đó nghe. Anh biết rồi. Nhưng mà cái chuyện này tía má đâu có chấp nhận được. Trời ơi, Tết nhất tới chị ba có chấp nhận được không? Ba sao? Không, gì nè, em nói nghe nè. Bị gì á là tía má giờ cũng coi tivi được nhiều đó. Tía má em thấy tía má coi mấy cái chương trình giống gì nè ha. Tía má cười. Thì cái đó là cười người ta. Chứ còn chị gia đình làm sao cười nổi. Không, cũng cười mà cười ra nước mắt á. Ồ, giống như là em nghĩ là tía má đồng cảm gì đó. Chứ không, có gì anh hai nói với tía má nghe đi rồi lỡ có gì tía má ấy cho chứ. Nó nghe nè. Tía má thương anh hai mà. Được rồi, để chị nói vô giùm cho ha. Với lại mấy tụi chị già rồi chứ cũng không có cổ lỗ sĩ đâu, giờ cũng thông thoáng lắm hả chị ba ha. Dạ, tôi thoáng không nổi rồi. Trời ơi, có sao tự nhiên bà đứng hình vậy? Đâu có sao đâu, thì thấy gì đám cưới con Phong giờ đổ lạnh đám cưới của anh hai với lại anh Hiền. Đúng không cô Sáu? Rồi. Trời ơi, hồi nào giờ là mình đám cưới trai gái không ha? Đúng rồi, cô dâu chú rể. Ừ, là chuyện bình thường. Đúng rồi, kỳ này đám cưới hai thằng trai. Vui ha, vui. Vui lắm nha, trời ơi. Tôi tưởng tượng là hả, Tết nay á ở làng mình ăn một đám cưới hoành tráng của hai thằng đồng cánh. Chứ biết. À quên, hai đứa trai. Trời ơi, ghê. Vô đây. Dạ.
thì vô từ từ chứ. Thì từ từ thì để bó tới ra cho người ta vô đứng xà ràng xà ràng, dính nhau như sao làm như yêu nhau không bằng vậy đó. Người ta có hạnh phúc thì người ta phải khoe chứ. Cô ba ơi. Kệ đi. Ê nó nghe nè, cái chuyện bên nhà em á là anh sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ không cần phải giấu giếm nữa. Dạ. Mà công nhận bé Hoa nó hay thiệt nha. Không biết nó thủ thỉ gì với tía má đó mà má xui lòng rồi. Ê, cũng phải nhờ anh cố gắng gì lắm đó nha. Anh tạo được điểm gì lắm đó. Ê nó nghe nè, hồi nãy đó là có mua giúp cho thằng bé đó khoảng 10 tờ giấy số. Nếu mà trúng số nha, mình làm nó kính lớn luôn nha. Dạ. Anh nói em thích quá à. Mà cái thằng bé anh nói với em là mẹ của nó bị bệnh, gia đình nó khó khăn á đúng không? Đúng rồi đó, nhìn nó thấy thương lắm. Tuổi ăn tuổi học mà phải đi bán vé số để mà lo cho gia đình. Mà anh nghĩ là mua vé số vậy thì cũng không có ổn lắm đâu. Tại vì á, làm sao đủ tiền để lo cho mẹ nó. Nếu mà như vậy á, mình phải kêu gọi mọi người để giúp đỡ nó nha. À, đúng rồi, cái ý của anh hay lắm, em thích. Có hai tờ giấy số. Ủa, cô ba đâu? Không có trong đó hả? Không thấy. Vậy chắc đi ra ngoài cô Sáu đi mua đồ gì rồi, đi chợ gì đó. Đi chợ hả? Ừ. Ờ nhưng mà cũng đâu quan trọng. Hả, ra sao? Thì ý là em mới vừa nghe lén một cái câu chuyện nó quan trọng hơn. Mà nghe lén vô gì? Nghe nói là hai anh trúng số gì đúng không? Ủa? Đâu có đâu, chưa có trúng gì mà. Chị mới mua hai tờ thôi. Đúng rồi. Chuyện á là hai anh tính là quyên góp một cái số tiền cho cái thằng bé mà bán vé số á, để mẹ nó có tiền đi chữa bệnh. Đúng rồi. Trời ơi, thánh thần ơi. Ba cái chuyện này tại sao không cũng tôi? Trời ơi, cái nghề của tôi mà. Bây giờ muốn giúp nhiêu tiền? Không có tiền. Vậy giúp bằng gì má? Có cái miệng. Miệng để làm gì? Cái miệng tôi quyên góp dữ lắm mà nghe. Ờ, cho nó nghe là chấm ra đi. Chà má ơi, cái gì vậy? Dù gì, cái thứ gì. Thôi bây giờ vậy nè, không giúp được tiền đúng không? Thì tôi quyên góp phụ cho. Con biết rồi, bây giờ vậy nè, không giúp được tiền á thì mình chịu khó ha. Mình đi vận động bà con, hiểu không? Người ta giúp được tiền này mà giúp được tiền, người ta giúp được quà thì giúp được quà, hiểu chưa? Thôi bây giờ tính ra vậy. Sao? Mình chia nhau mình đi kêu gọi bà con. Ok. Yeah. Đúng rồi, chia nhau ra đi đi. Đi kinh. Đi nha. Trời đất ơi, mới gì nói chia nhau, cái nắm tay nhau đi xà đẹo vậy đó. Anh hai của tôi đó nghe.